đúng rồi. Minh Xuân xin hoan chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao. Quý vị thân mến, lại một tuần trôi qua đúng không ạ? Để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón đội chơi có cá tính như thế nào quý vị nhé. Và bật mí cho mọi người, họ là những người rất xinh đẹp, tài năng và duyên dáng. Xin được giới thiệu bốn khách mời đặc biệt tuần này. Xin mời ca sĩ Sơn Ca, diễn viên Trịnh Minh Dũng, ca sĩ Ngọc Linh và MC Hồng Phố. Chừng nào đi vô, chừng nào đi vô, con dựa quá, chưa chạy luôn, trời ơi làm quá, trời ơi trời, làm đi vô luôn, giờ đi vô luôn, giờ tiền cái xe đi về luôn, à không phải vô, à. Chị đi qua bên kia, để đây bọn em vô dán, từ từ bọn em vô dán, 1, 2, 3 dán vô, trời đất ơi, dán hai, về đi, mình về, rồi sao sao mà dướng quá vậy, thiệt cái xong rồi, xong rồi. Giờ xong rồi. Cái gì mà xà nuôi vậy? Rồi, mình giới thiệu đội chơi của mình ngày hôm nay đến với sàn đấu ngôi sao nghe. Dạ, bên cánh phải làm trước nha. Gì không? Xin tự giới thiệu với cả nhà. Hôm nay đội em tên là Tóc Gió Thôi Bay. Dạ, Tóc Gió Thôi Bay. Biết sao không? Biết sao có cái Tóc Gió Thôi Bay không? Tại sao ạ? Thổi mãi mà nó không bay. Yeah. Bây giờ với cái tóc này mà có cây quạt mà 500 kW hay là 5000 kW thổi vô, hoàn bảo thổi vô cũng không vậy, không bao giờ bay. À, nếu bay thì nó bay cả bộ, bay cả bộ. Trời ơi, bên nhà mình đó lâu lắm mới gặp lại MC Hồng Phúc nè. Giới thiệu luôn Phúc ơi. À, Minh Xù đẹp trai thân mến. Hay quá. Khán giả có sàn đấu ngôi sao kính yêu. Quá tuyệt vời rồi. Anh Trịnh Minh Dũng và Sơn Ca yêu dấu. Đội em tóc thiệt nha. Tóc thiệt nhưng đừng làm quá nó đứt, hiểu không? Mắc công đi mua tóc giả không vậy à? Dạ kính thưa quý vị, đội của em và ca sĩ trẻ đẹp Ngọc Liên tên là Tóc Nâu Môi Trầm. Không trầm, không trầm. Môi này còn hồng lắm, môi kia cũng còn hồng lắm. Môi kia tái xanh. Tự nhiên nha, môi tự nhiên. Trời, chúc cho hai đội sẽ đạt được những may mắn ngày hôm nay nhé. Thôi, hai đội hãy về vị trí đi. Quý vị thân mến, chúng ta đã có mặt tại sàn đấu ngôi sao. Và bình thường chương trình cũng sẽ có 3 vòng thi thôi. Vòng đầu tiên với tên gọi đó chính là nhanh tay lẹ mắt. Và chủ đề của chương trình tuần này đó chính là nhạc tình. Chắc chắn chúng tôi sẽ gói gọn lại tất cả những ca khúc về nhạc tình. À, rồi, hôm nay vui không ạ? Vui! Yeah, vui! Tuyệt vời quá! Tuyệt vời nha! Quá vui rồi quý vị, cho nên em phải tặng quà cho các anh chị của em thôi. Wow. Chuẩn bị coi nhé, màn hình LED 3, 2, 1, lên! Trời ơi! Tuyệt vời! Trời ơi! Có gì đâu? Có gì vậy? Có gì vậy? Ủa, có gì vậy? Cái này phóng phi tiêu hay gì vậy? Quà đã nhận rồi, vỗ tay lên và xong! Yeah. Còn bây giờ, xin mời hai đội chơi khám phá 6 mảnh ghép của chương trình. Đây. Sau khẩu lệnh hết là mình nhấn chuông giành lượt trả lời nha. Cứ như vậy thôi, mình cứ chơi. Đó, từ giây phút này là phải lắng nghe cái câu mà em nói như nào kệ em. Nhưng miễn sao cái từ hết em rớt là bấm. Chính xác. Yeah. Trời đất ơi. Bây giờ mời anh chị chọn con số giùm em. Chọn số 1. Số 1 luôn. Đằng sau mảnh ghép số 1 sẽ có một video clip gợi ý cho hai anh chị. Xin mời. Đây là ca khúc Cung Đàn Xưa của nhạc sĩ Văn Cao. Và hãy điền giúp em cái khoảng trống hồi nãy bị mất đi ở trong đoạn nhạc gợi ý. Có 3 gợi ý cho hai anh chị. A. Lãng đãng. B. Dĩ vãng. Và C. Quên lãng. À, anh chị chọn cái nào? 15 giây bắt đầu. A. Lãng đãng. Lãng đãng. Chốt không ạ? Chốt nha liền. Chốt. Chốt ạ. Chốt.
chính xác. Chúc mừng. Tuyệt vời, nhận 10 điểm và mở ô số 1. Xin mời. Một phần mái tóc đằng sau. Đó, vậy thì hai anh chị có muốn đoán luôn nghệ sĩ ẩn danh là ai hay chưa? Nếu chưa biết mình chơi tiếp ạ. Mở tiếp đi. Chơi tiếp chứ hả? Chơi chết trời. Bây giờ mình sẽ chơi lại nè, đúng không? Cứ mỗi lượt là mình bấm lại. Chơi tiếp đi. Thấy cái bờ môi em chưa? Bờ môi ơi, đừng quá run run. Em sẽ không run đâu, em nói từ hết rất nhẹ nhàng. Chúc mừng top 5 môi trường. Và xin mời anh chị lựa chọn ô số. Tiếp theo số 2. Số 2 nha. Và câu hỏi số 2 cũng có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Đây là ca khúc Lá Đổ Muôn Chiều. Hãy cho biết nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là ai? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. Tôi mà biết tôi chết liền. A. Nhạc Đoàn Chuẩn, thơ Từ Linh. B. Nhạc Đoàn Chuẩn, thơ Bùi Công Kỳ. Và C. Nhạc Đoàn Chuẩn và thơ Đặng Thế Phong. Trời, chị biết không? Biết không? Biết nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thôi. Còn đằng sau không biết. Nói chung là mình biết câu trả lời nhưng không biết câu nào đúng thôi. Biết Đoàn Chuẩn thôi. Từ Linh đi em. Cái ác của cậu là cái nhà thơ. Giữa Từ Linh và Đặng Thế Phong, em chọn Từ Linh đi ha. Còn chị Liên. Đoàn Chuẩn Từ Linh. Đoàn Chuẩn Từ Linh. Đáp án A. Đáp án A. A. Minh Xù đẹp trai. Minh Xù. Thiệt đó, em khó lòng quá à. Bây giờ cứ khen ai như vậy mãi thì làm sao tặng 10 điểm chúng ta. Anh vui quá. Tội người ta thắng mà anh vui quá, vui luôn. Trời ơi, thì người ta thắng thì mình phải chúc mừng, mình không, ủng hộ người ta. Không, em thấy gió lạnh nha. Và bây giờ mình đang có thêm 10 điểm kèm theo cơ hội mở ô số 2. Mở. Cái này là hình như là cái tà ở dưới. Tà của cái áo. Cái vải của cái áo á. Cái tà áo dài á. Tà áo dài. Sao nhìn giống kimono. Rồi thôi mình tiếp theo đi. Thôi tiếp đi. Đúng chị. Rồi. Tiếp đi ha. Tiếp mới tiếp mà. Đi. Ok. Cứ sau gì nè bấm nè. Sau cái gì? Sau cái chữ hết. Chữ đó đó. Đó là gì vậy? Chữ finish. Hết à? Đúng rồi. Trời ơi. Thừa thắng nè, bây giờ mình được cái lượt rồi. Thừa thắng mình xông lên. Chọn đi con số nào. Con số 6. Số 6 nha. Ok. Và đằng sau mình ghép số 6 cũng sẽ có một đoạn video clip dành cho đội Tóc Gió Thơ Bay. Theo chiều gió, một con thuyền theo trăng trâu, trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng. Đây là ca khúc Con Thuyền Không Bến, một sáng tác của Đặng Thế Phong. Hãy cho Minh Sự biết, trong bài hát này có nhắc đến một loại cây nào? A. Cây thông. B. Cây tre. Và C. Cây đa. 15 giây, bắt đầu. Cây thông. Anh tính là cây đa đó. Một là thuyết phục, hai là quảnh tù xì. Gió lạnh rồi, đừng vô chuột. Thôi, tù xì đi. Đổi gì kỳ với trời, sao đông đội? Đông đội nhưng mà mình không có tâm giao nhau. Nghe lời em đi. À thôi giờ cây thông đó nha. Cây thông. Rồi ok, cây thông. Anh mạnh mẽ là cây thông. Cây thông. Và cây thông là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Trong xanh xôi thu cùng em. Vì vô quan luôn cảnh mơ say. Mười điểm đầu tiên dành cho đội Tóc Gió Thơ Bay. Ô số 6 mở. Này chiếc thuyền đó. Chiếc thuyền đang ngồi trên thuyền. Tiếp không à? Tiếp đi. Tiếp thì mình bấm tiếp. Là tiếp á hả? Tiếp là vậy hả? Hết. Chúc mừng. Lượt đang thuộc về anh chị, xin mời. Mình sẽ chọn số 5 ép số 6 luôn. Hay.
Câu hỏi nằm đằng sau mảnh ghép số 5 như sau. Trong bài hát Những lời này cho em, một sáng tác của Trúc Phương, cô gái đã làm gì khi gặp lại chàng trai sau bao nhiêu năm xa cách? A. Quay lưng. B. Bồi hồi. Và C. Gục đầu. 15 giây bắt đầu. Bồi hồi. B. B là bồi hồi. B là bồi hồi. Bồi hồi. Chốt không chị? Chốt không? Chị theo em. Trời ơi, chị không biết gì hết trơn, chị theo em. Minh Xù. Minh Xù đẹp trai. Khen nữa. Cái này thì nhận, nhưng mà còn cái đúng thì chưa biết. À, cho đội bên này cũng có cơ hội trả lời đi. Nếu như không phải là bồi hồi thì sẽ là gì? Quay lưng hay gục đầu? Những lời này chào em, ta gặp em, ta gục đầu. Gục đầu. Bên đây là bồi hồi, bồi hồi. Bên đây là gục đầu. Đầu. Quay lưng không ai chọn. Vậy mà quay lưng chết. Đừng nói quay lưng nha. Và đáp án của chúng ta không phải là quay lưng. À, đi đâu vậy? Gục đầu. Bây giờ gục đầu đi về. Nhận điểm luôn. Chúc mừng. Gục đầu. Minh Xù, đội bên kia đổi cái tên đi, đừng để tóc nâu môi chầm nữa. Đổi tên gì ạ? Gió chiều nào theo chiều đó. Vô, ô số 5, mở. Trời sao thấy cái đèn sông. Một ngọn đèn leo lét. Một cái đèn măng sông vậy trời. Đi biển hả? Anh chị có dự đoán được nghệ sĩ ấn danh hay không? Đang lượt thuộc về mình, nếu đúng có 50 điểm, kèm theo 2 ô chưa mở, mỗi ô 10 điểm nữa là 70, cộng 20 đây, 90, chốt luôn, qua rồi, vòng 2. Chốt luôn. Anh chốt đi. Chốt luôn hả? Nãy dạ. Anh nói đó. Chơi luôn hả? À, là có dự đoán rồi. Có rồi. Xin mời ạ. À. Minh Dũng đoán luôn. Đoán luôn, xin mời. Hãy hân hoan dự đoán giùm em. Chào đón cô ca sĩ Hòa Mi. Bên đây nói là không đúng. Không đúng. Không đúng thôi thì tôi mất hết tất cả. Đúng đúng đúng, chính xác. Mất rồi, gây dựng lại chuyện bình thường. Và đáp án của chương trình bật mí nha, đây là ca sĩ lớn tuổi người miền Bắc. Dạ không biết ạ. Giọng hát rất đặc biệt. Đó, giọng hát đặc biệt luôn. Đặc trưng luôn của cô. Trước tiên Minh Xù sẽ được thông báo đáp án của đội Tóc Gió Thôi Bay là đáp án không đúng. Không, chính xác. Yeah. À, đội nhà mình sẽ có cơ hội được chơi tiếp với hai câu còn lại, nhưng mà chúng ta không có quyền trả lời nghệ sĩ ấn danh thôi. Nhưng mà mọi người có thể chơi để lấy điểm thêm cho đội nhà mình ha. Mất hết được đó. Có 20 điểm chứ nhiêu. Chúng ta sẽ đến với lượt bấm chuông tiếp. Hết. Yeah. Rồi, chúc mừng Tóc Nâu Mơ Trầm. Ba. Đằng sau mảnh ghép số 3 sẽ có một đoạn video clip gợi ý, xin mời. Hết. Câu hỏi như sau. Đây là ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Chàng trai sau khi từ quan đi tìm người yêu không gặp đã leo lên đâu để ngồi khóc? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý nha. A. Cây đa. B. Cành bưởi. Và C. Cây khô. 15 giây bắt đầu. Cành bưởi. Cành bưởi. Cây đa nó rõ ràng quá. Còn cái cây khô leo lên nó gãy té chết luôn. Hết giờ. Và đáp án là... Thôi bây giờ lạ đi. Lạ, lạ đi. Lạ nghe. Cành bưởi dễ hát không chị? Cành cái leo lên cành bưởi. Khó. Mất quá. Buồn khóc lấy bưởi hái ăn luôn. Trời ơi. Và đáp án cành bưởi là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Nữa. Chúc mừng. Ô số 3 mở. Vẫn là chiếc thuyền.
mình đang có lượt trả lời. Nếu như không trả lời thì mình chơi tiếp ô còn lại. Chơi tiếp luôn đi. Chơi đi. Chơi tiếp nha. Hết. Chúc mừng. Bây giờ mình chơi để lấy điểm thôi. Chơi lấy điểm thôi. Chứ mà lượt trả lời thuộc về đội bên này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem một đoạn video clip câu hỏi cuối cùng. Đây là ca khúc Hòn Vọng Phu 2, một sáng tác của Lê Thương. Hãy cho biết câu đầu tiên trong bài hát Hòn Vọng Phu 2 là gì? A. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn. Câu B. Người vọng phu trong lúc gió mưa. Và câu C. Nơi phía nam giữa núi mờ. Xin mời Sơn ca, em là ca sĩ đó. B. B. Người vọng phu trong lúc gió mưa. Chị biết bài này không? Hát thử đi. Hát thử. Người vọng phu trong lúc gió mưa. Nhớ là như vậy. Dạ, nhớ như vậy và đáp án cũng là như vậy. Chúc mừng. Trong lúc gió và mình đã có 10 điểm với việc trả lời đúng câu hỏi này. Ô số 4, mở. Dạ vâng. Vẫn không thấy mặt bộ. Kết thúc những câu hỏi, những manh ghép. Đội tóc gió thơ bay hiện nay đang không có quyền trả lời nghệ sĩ nhanh nữa. Dạ. Cho nên đội tóc 50 trầm ơi. Với 30. Và cái quyền được trả lời nghệ sĩ ấn danh thuộc về mình. Mình dự đoán đây là nghệ sĩ Anh Tuyên. Sao tự tin quá vậy trời. Và bây giờ kết quả của chương trình chỉ có một mà thôi, đó chính là ca sĩ Anh Tuyết. Chúc mừng. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Trời ơi, còn có luôn hay không? Tôi tức quá mà. À, rồi chiến thắng vòng 1, 80. Sẵn sàng không khí rất vui, chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình với tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Quý vị thân mến, đây là vòng thứ 2 của chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao với tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Hiện nay thì đội tóc nâu môi trầm của chúng ta đang rất là chill, rất là feel với cái nhân vật của mình mặc dù không có nhạc ạ. Vâng, bây giờ tập trung chưa? Dạ rồi. Rồi, nghiêm. Bây giờ sẽ là video clip gợi ý đầu tiên trong vòng 2. Xin mời. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt bé hoen mơ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mong tròn mơ. Đây là bài hát Đừng Nói Xa Nhau đúng không ạ? Hãy cho mình sự biết tác giả của bài hát này là ai. A. Châu Kỳ. B. Vinh Sử. Vinh Sử. Một người lên thôi, một người chọn. Đúng rồi. Đi đây để em xử cho. Rồi, bây giờ tôi xác định nha. Tại vì chạy về nhà bị mất nhiều thời gian quá, cho nên đội sói thắng. Đáp án chính xác của chương trình, bài hát Đừng Nói Xa Nhau là sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ. Vâng ạ. Và bây giờ sẽ là video clip thứ 2. Xin mời. Dạ? Dạ hết ạ. À. Ủa chưa nhảy xong mà. Chưa... Dạ không, cái đó là do anh chị feel thôi. Dạ, nhạc rất hay. Hãy dự đoán giùm em, bài hát này tên gì? Rồi. A. Một ngày mùa đông. Và B. Đêm nay anh mơ về em. Vô. Ai? Một người thôi. Rồi một ngày. Chị Liên. Vô. Đi vắng một ngày mùa đông đi chị. Một ngày mùa đông là A. A đi Liên. Câu B là gì vậy? Câu B là đêm nay anh mơ về em. Không phải nha.
Tôi là con khủng long hay là con cá? Tôi là khủng long. Hết giờ. Hết giờ kìa. Mở. Chạy đi luôn. Mở. Chạy đi luôn. Hết trơn. Lại một lần nữa. Một lần nữa. Em phán xử. Em phán xử cho. Cái người nào chơi người chịu trách nhiệm, đúng không? Chứ một người chơi, một người giữ lại không không cho gì. Trời ơi, chơi gì vậy? Cho nên lựa chọn này sói thắng tiếp. Yeah. Ê, tính ra không cần trả lời câu hỏi mà có điểm hoài á. Vô. Hay quá vậy ta. Quý vị thân mến, ca khúc đáp án ở video clip số 2 đó chính là ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em. Chiều đã về, nằm nghiêng góc trời, chờ đêm về, vòng tay đón đợi. Có nghe từ đêm rất xa, mùi hương già làm thiết tha, mùi hương nhắc lại kỷ niệm. Chúng ta chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Love you. Nhờ cái love you, video clip dễ ẹt lên. Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. Hay quá. Vẫn biết đôi ta chia tay, nhưng trong lòng còn mềm say. Hay quá. Lại gần với anh. Nhất định không múa nữa. Nhất định không múa, coi kỹ đúng không ạ? Nhờ coi kỹ em đọc luôn câu hỏi cho nó vô, nó khớp. Câu hát tiếp theo của đoạn nhạc trên là gì? Hết. Hả? Lại gần. Chúng ta có hai đáp án. A. Lại đây bên anh. B. Em ơi nhớ nhé. Giờ A hay B? Em đi. A đúng không? A, tại vì chị hát chưa hết còn một lần nữa. Ai biết? Em không biết. Cái cửa nó cứng. 2, 3. Tính ra cái ông này ổng to xác mà ổng bị nhát gan. Đúng rồi mà còn sợ. Đã bán chính xác, chúc mừng. Hãy đến bên anh, hãy nói ta luôn bên nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi cho anh đừng mong. Rồi thôi. Trời ơi, cái giường thiếu nhi gì đâu mà thấy gương quá. Rồi đi về. Quý vị thân mến, kết thúc lượt thứ nhất. Dạ, đội tóc nâu môi trầm đang có 100 điểm. Yeah. Nhưng mà đội tóc gió thơ bay cũng làm ăn khấm khá trong cái đợt này nha. 50 điểm. Ráng. Bây giờ mình đổi lượt, đúng không? Mình sẽ trở thành người chơi. Mình ráng, mình trả lời đúng cả 3 câu, mình sẽ có 110 hơn đội bên này luôn. Vâng, và bây giờ lượt 2, hoán đổi bắt đầu. Hoán đổi đã xong. Bây giờ mình có 50 điểm thôi nha. Mình ráng đúng cả 3 câu giùm em luôn. Mình quyết. Vô tới 50 điểm luôn ha. Đúng. Quyết chí quyết thắng. Quyết chí quyết thắng. Quyết tắc tiến lên. Hay lắm. Rồi, và bây giờ sẽ là lượt chơi của tóc gió thơ bay. Câu hỏi đầu tiên, một đoạn video clip gửi. Xin mời. Cho mình sự hỏi đây là ca khúc nào? A. Bài không tên số 4 và B. Bài không tên cuối cùng. A. Số 4, B. Cuối cùng. Anh, khóc cho bên cuối gửi tình. Em nghĩ là cuối cùng. Cúng cùi. Em nghĩ là cúng cùi. Số 4 anh, đọc đi số 4 đi anh. Số 4 là A. 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 Nhào vô. A. Sợ rớt. Vâng, câu hỏi này câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cho nên công chúa đã xuất hiện và ban cho đội tóc gió hơi bay 20 điểm. Chúc mừng. Cái này là bonus thôi. Có được trừ không? À, gì tôi cái tội được không? Trả thù hồi nãy. Được tôi. Rồi đi vô. Rồi mình được cộng thêm 20 nữa. Yeah. Ngon lành cành đào. Tiếp tục video clip số 2. Romeo Juliet.
Hãy dự đoán xem cái câu hát đầu tiên trong ca khúc Romeo and Juliet của ca sĩ Hoàng Vũ là câu nào? A. Giây phút êm đềm lệ giăng bờ mi. Và câu B. Giây phút êm đềm tình yêu nở hoa. Giây phút êm đềm lệ giăng bờ mi. Và câu 2 là giây phút êm đềm tình yêu nở hoa. Sao vô hết vậy ta? Vậy thì bây giờ mình chọn cái nào? Hai. Nhưng mà một người vô thôi, không phải hai người chọn. Đó, bà vô đi bà. Đó. Dạ, thông báo nha, lần này là thiệt nha. Có xuất hiện thiệt. Tới thắng. Không mà công nhận nha. Anh Phúc anh ra anh đè chị Sơn Ca xong thấy mới thấy là bà gọn nhỏ gàng, xíu à. Gọn gàng luôn. Gọn gàng ngăn nắp, nuốt trọn gì trong bụng luôn. Vô, sói thắng 20 điểm. Đồ con sói ác độc. Giây phút êm đềm tiếng nở hoa, lắng nghe cùng ta trái tim muôn đời với mối tình say đắm. Hơi đánh lạc hướng của mình thôi. Đúng chứ rồi. Cái câu mà chị lựa chọn á là câu A2, còn này là câu A1. Thấy chưa? Đó. À, nó hơi đánh lạc hướng tí xíu thôi. Đánh lạc hướng hả? Quá rồi. Ác, quá ác. Quá ác, không gì ác quá cả. Ác. Đến với câu này mới ác đây nè. Xin mời câu hỏi số 3 dành cho hai anh chị. Câu hỏi như sau. Trong bài hát Chia tay tình đầu, sáng tác của sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, câu hát đầu tiên trong bài là gì? A. Tình yêu đó như phép nhiệm màu. Và B. Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu. À, trời ơi, đó tự tên rồi. Hay lắm. Vô. Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu. Mày xạo nha. Mày xạo nha. Mày xạo nha. Mày xạo. Và câu trả lời chính xác là câu B. Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu lên. Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu. Dù xa cách nhưng những ngọt ngào ta quên nhau ngày nào. Còn đâu đâu chưa quên hẹn hò. Còn đến giờ không kiên một đời. Cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta nát tan. Và điểm số của hai đội như sau. Đội tóc gió hơi bay là 90 điểm. Đội tóc nào môi chậm 102. Vòng 3 của chương trình với tên gọi đặt cược bắt đầu. Quý vị thân mến, đây là vòng đặt cược của sàn đấu ngôi sao. Em lựa câu dễ nha. Trời ơi, dễ quá. Quá dễ. Bắt đầu. Tuyệt vời. Xin hỏi hai anh chị mong muốn đặt cược bao nhiêu điểm trong lượt thứ nhất này? Chúng tôi đội tóc nâu môi trầm đặt với đội tóc gió thôi bay 30 điểm. Chốt. Không nhận đặt với em chứ đặt với tóc gió hơi bay chi đặt với em nè, đặt với Minh Xù đẹp trai đó. Nhận nha. Và bây giờ sẽ là video clip 30 điểm đặt cược, xin mời. Bỏ mặt vui buồn, bỏ mặt ai, bỏ mặt không chán, bỏ mặt người, bỏ em ngây thơ và nhỏ bé. Câu hỏi rất ngắn gọn, đây là ca khúc gì hết? Em đi bỏ mặt con đường. Đây là một đáp án không chính xác. Yeah. Em đi bỏ lại con đường. Chính xác, chúc mừng. Đặt nhiều lên nha, chứ câu này dễ à. Ai bấm đây? Bắt đầu. Tuyệt vời. Tóc gió thật tay. Hai đứa luôn, chết luôn. Bây giờ nhiều. Giờ mình đặt 50 nè. Đúng. Mình đặt 50. Anh chơi lớn quá. Đúng chính xác. Và bây giờ sẽ là câu hỏi 50 điểm đặt cược dành cho đội tóc gió thôi bay. Xin mời. Thư trước cùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Bài này lạ quá. Lạ quá hả? Viết thư cho anh Hùng chứ đâu phải viết thư cho anh Dũng đâu. Câu hỏi của chương trình như sau. Ok. Đây là ca khúc Lá thư đô thị nha, một sáng tác của Tuấn Lê. Vậy câu hát cuối cùng là gì? Xong. Sao xỉu ngang vậy? 2, 4, 6, 8 chữ.
Hôn ơi, tại sao người Hùng thân lại đối xử? Hết rồi, đúng rồi, tám rồi. Hùng ơi, tại sao Hùng lại đối xử? Hết rồi, chốt. Đây là một đáp án chốt luôn, không đúng. Chứ, dạ còn 70. Dạ, nhà mình biết cái đáp án không ạ? À, không biết luôn. Nếu không biết mình đâu có bị trừ điểm. Đúng rồi, không đúng biết. Đúng rồi. Yeah. Vâng. Và đáp án chính xác của chương trình đó là: bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây rồi yên lành, chữ hiền giấy mộng mực xanh vui cả chân tình, nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh. Tám chữ. Hiện nay tỷ số bắt đầu thay đổi lại. Đội thắng cũng đang nghiêng về tóc nâu môi trầm, nhưng lượt cuối cùng này được ăn cả ngã về không. Trời đúng ơi, không okay. Với cái việc bấm chuông thôi, bây giờ bên đây mà bấm trước đặt 10 là người ta cũng thắng rồi, người ta thua người ta cũng được 80 cũng thắng. Để đi, để đi rồi thoải mái. Đó, đi thoải mái đi, bây giờ là đặt hết, bây giờ đặt hết, phải đặt hết chứ. Bắt đầu. Yeah. Mình đặt bao nhiêu ạ? À? Bây giờ hồi nãy 50 đúng không? 60. Bây giờ 60 được. 60 được. Đó. Thà vậy, thà vậy. Thà vậy, thà vậy. Chúng tôi tóc nâu môi trầm đặt cược 60 điểm. Chốt. Chốt. Vâng. Và câu hỏi đặt cược 60 điểm rất đơn giản như sau. Cái tiếng sáo trúc nó đã thổi ra cái melody của cái bài hát này rồi. Anh Phúc nghe quen quen đúng không? Nghe quen, nghe quen. Và đây là bài hát gì? Hát yêu thương. Where do you go? Yêu thương cho tới nơi đâu? Chẳng nên lòng buông cánh tay. Quan trọng là cái tựa bài hát. Hết thời gian và đáp án của đội nhà mình là. Trời ơi tức quá. Chị yêu thương quay về hả? Trời ơi, cái gì vậy? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Mình chốt đáp án đi ạ. Đó là. Cho em chốt đại luôn đi. Chị Liên nói đi. Ai biết đâu. Yêu thương em hỡi. Em về, về. 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Hết giờ. Hãy trả lời cho em đi. Còn không em chốt là không có đáp án sao? 3, 2. Yêu thương quay về. Yêu thương quay về. Chốt. Không phải. Vâng, trước tiên xin được thông báo. Đáp án của đội tóc nâu môi trầm là đáp án không chính xác. Mình bị trừ điểm, mình còn 30 điểm. Phần thắng nghiêng về đội tóc gió thổi bay. Nếu như mình có câu trả lời đúng thì mình sẽ lấy thêm được 60 điểm bên này. Còn nếu không thì mình vẫn là đội chiến thắng thôi. Mình biết không ạ? Biết. Đó là về đâu em ơi. Sai luôn nha. Ừ. Đáp án chính xác của chương trình là tiền về nơi đâu. Rồi thôi. Tức quá. Hơi tiếc thiệt. Tiếc thiệt luôn á. Tính ra tóc gió thôi bay mà nó giữ chắc phết nhờ. Nha. Và đây chính là phần thưởng dành cho đội tóc gió thôi bay. Và đây chính là phần thưởng dành cho đội tóc nâu môi trầm. Hôm nay đại diện đi. Đội thắng nói một câu cái nè. Vui quá, vui quá. Dạ. Vui. Tuyệt vời. Dạ, đội chưa may mắn chiến thắng hơi tiếc nuối nói một câu cái này. Quá vui. Dạ, cũng rất vui. Vâng. Hôm nay cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thật sự hôm nay cái tập này nó quá vui đi. Và có quá là nhiều kiến thức âm nhạc. Và đối với Minh Xù cũng được học thêm nhiều những kiến thức mới nữa. Còn bây giờ Minh Xù, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.